Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 2 tháng 2 cũng đã là ngày 28 tháng Chạp, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 2019. Thời tiết tiếp tục duy trì ổn định khi nắng vàng trải đều khắp mọi miền đất nước, trời tạnh giáo cùng với tiết trời xuân ấm áp. Thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho mọi hoạt động ngoài trời. Tại các thành phố lớn, dòng người tiếp tục đổ dồn ra các tuyến đường, cửa ngõ để về nhà đón Tết, khiến tình trạng ùn tắc diễn ra. Dòng xe cộ phải di chuyển khá khó khăn, còn tại nội đô thì các cửa hàng cũng tấp nập người mua sắm, chuẩn bị đồ dùng, trang phục cho năm mới. Nếu quý vị vì một lý do nào đó vẫn chưa thể hoàn tất những việc cần làm để chuẩn bị đón Tết thì vẫn có thể yên tâm. Vì sang ngày mai, thời tiết tại Bắc Bộ vẫn duy trì ổn định, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm, đồng thời vùng áp thấp phía Tây lại phát triển trở lại, trời tiếp tục nắng và tạnh giáo. Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, nhất là các khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình, trời sẽ có nắng từ sớm với nền nhiệt cao nhất ngày duy trì trong mức là từ 27 đến 30 độ. Một số nơi như là khu vực Mường La, Mường Lay, Mường Tè thì nhiệt độ còn có thể lên tới ngưỡng là từ 28 đến 30 độ, trời nắng như mùa hè. Trong khi đó, ở các tỉnh khu vực Trung Du, Đồng Bằng và ven biển phía Đông Bắc Bộ, từ sau 10 giờ sáng thì trời cũng có nắng, vì thế nền nhiệt cao nhất ngày cũng sẽ tăng lên mức là từ 25 đến 27 độ, bắt đầu cũng có cảm giác hơi nóng. Như vậy là chỉ còn 2 ngày nữa là chúng ta sẽ bước sang năm mới Kỷ Hợi 2019. Dự báo trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán thì thời tiết miền Bắc duy trì ổn định, như tại thủ đô Hà Nội vào đêm ngày mùng 4 tháng 2, tức là 30 Tết, khối không khí lạnh tăng cường nhưng yếu và lệch đông, khiến trời chỉ còn se lạnh về đêm và sáng sớm, với mức nhiệt ngày đêm giảm nhẹ còn từ 20 đến 24 độ. Còn sau đó trời chủ đạo là nắng nhiều, mức nhiệt tăng dần, cao nhất có thể lên mức là 28 độ vào ngày mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 2, tức là mùng 3 và mùng 4 Tết. Đến với khu vực Trung Bộ, nắng cũng trải đều từ sáng tới chiều. Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nền nhiệt cao nhất ngày mai tăng lên mức là từ 26 đến 28 độ. Trong khi đó, ở các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho tới Quảng Ngãi thì nhiệt độ cũng tăng lên mức là từ 27 đến 29 độ. Riêng với các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận thì nhiệt độ ổn định ở mức là từ 29 cho tới 32 độ. Dự báo trong những ngày trước và trong Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các tỉnh miền Trung cũng có thời tiết ổn định. Ảnh hưởng của không khí lạnh chỉ làm nền nhiệt giảm đi đôi chút trong ngày mùng 5 tháng 2, tức là ngày mùng 1 Tết. Còn những ngày còn lại thì trời nắng với nền nhiệt cao nhất ngày duy trì trong ngưỡng là từ 28 cho đến 30 độ, thấp nhất là từ 20 đến 24 độ. Tại các tỉnh thành phía Nam thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng mạnh nhất trong khoảng từ 11 giờ trưa đến khoảng 14 giờ chiều. Và đây cũng là lúc mà nền nhiệt ở Tây Nguyên và Nam Bộ đạt ngưỡng cao nhất trong ngày. Các tỉnh Tây Nguyên phổ biến là từ 28 đến 31 độ, còn ở các tỉnh Nam Bộ là từ 32 cho tới 34 độ. Nằm trong xu thế này, thành phố Hồ Chí Minh trời chủ đạo là nắng nhiều, thậm chí là nắng gắt vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Nền nhiệt cao nhất ngày trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 có thể lên đến mức là từ 32 cho đến 35 độ. Còn về đêm và sáng thì trời dịu trở lại khi có gió thổi đều đặn và nền nhiệt vào khoảng ngưỡng là từ 24 đến 25 độ. Trên biển, cả hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, gió đông bắc giảm còn mức cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km. Thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ra khơi bám biển của bà con ngư dân. Như vậy, dự báo thời tiết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên cả 3 miền đất nước đều tạnh giáo và có nắng ấm. Bản tin thời tiết tổng hợp ngày 2 tháng 2 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!